谁更肯定将教训对客谋命莫当真，何来的共有学问，越来跳梁分有行人。Quý vị đang quay trở lại phần 2 của Sống Đầy Sống Phật với sự thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Viên Lý. Dạ, thưa Thầy, ngày Đức Phật đã đản sanh tại đâu? Cảm ơn cô Hồng Nhân. Thưa quý vị, cách đây 2642 năm, Đức Phật đã thị hiện đản sanh tại thành Ca Tỳ La Vệ ở vườn Lâm Tỳ Ni, Lumbini, dưới gốc cây vô ưu. Thì cái truyền thống văn hóa của Ấn Độ là khi người con gái sắp sửa sinh nở đó, thì về ở bên nhà của cha mẹ để được cái sự trợ giúp. Có lẽ ngày xưa không có những cái bệnh viện, không có những cái nơi sinh nở như là ngày hôm nay. Thì trên đường trở về, khi mà Hoàng hậu Ma Gia đi ngang qua vườn Lumbini, tức là Lâm Tỳ Ni, thì lúc đó cái cây hoa vô ưu nó nở ra. Và theo sách vở ghi lại, cả ngàn năm, là trăm năm, đô hô vô ưu nó mới có một lần nữa. Lúc đó nữa tuyệt đẹp. Thành hoàng hậu đứng nhìn cái đô vô ưu và dựa cái cánh tay vào trong cái cành cây vô ưu. Thì Thái tử Tất Đạt Đa đã đản sanh. Vừa thị hiện thì Thái tử Đất Đạt Đa đã đi 7 bước, mỗi bước chân của Ngài có một đốt sen nâng lên. Và đến cái bước thứ 7 đó thì Thái tử Đất Đạt Đa, tức là Đức Phật thị hiện, đưa một cánh tay chỉ lên trời, một cái ngón tay chỉ dưới đất, và tuyên bố rằng là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Đó là một cái bức thông điệp rất là lớn, rất là quan trọng, mà nhiều người nếu mà không nghiên cứu thì không thể hiểu được. Cái việc mà vừa sinh ra đã đi 7 bước, có nhiều người nói rằng cái đó nó không có đúng, tại sao mới chào đời mà có thể đi được. Thì chúng ta nên hiểu rằng là trước khi Thái tử Đất Đạt Đa chào đời, Ngài là ai? Ngài là một vị Bồ Tát có tên là Hộ Minh, ở tại Đậu Xuất Thiên, do cái hành nguyện giải thoát khổ đau cho tất cả muôn loài mà Ngài thị hiện dáng tròn, là một vị Bồ Tát. Khi đã dùng cái hạnh nguyện của mình để dán trong thì có thể làm bất cứ điều gì. Cho nên đặt câu hỏi, ô cái đó nó không đúng. Không đúng là đúng với một con người bình thường được sinh ra bởi cái nghiệp lực chứ không phải nguyện lực. Từ một vị Bồ Tát, Ngài có thể dán trong, có thể đản sinh trong rất nhiều cái hình thức khác nhau. Giống như Bồ Tát Quan Thế Âm, tùy theo cái nhu cầu cứu độ mà Ngài có thể thị hiện vô số thân hình khác nhau. Đó. Thành thử ra đem cái trí năng, đem cái sự hiểu biết bình thường của một con người chưa chứng đạo để suy nghĩ, thảo luận về những gì mà Đức Phật đã hóa hiện, điều đó hoàn toàn sai. Cho nên rất nhiều lần trong kinh nói rằng là chỉ có Phật mới Phật, chỉ có Phật với Phật mới có trình độ hiểu biết.
ngang nhau. Còn những cái bậc như là thanh văn hay duyên giác cũng chưa đủ khả năng để hiểu được những gì mà Đức Phật nói, những gì mà Đức Phật làm. Cho nên nếu mà mình không hiểu được cái điểm này là mình cứ thắc mắc hoài, không hiểu tại sao. Còn chữ ngã đây không phải là cái tôi, mà ngã đây trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, đó là Như Lai Tạng, đó là Chân Như, đó là Phật tánh. Phật tánh, Như Lai Tạng, Chân Như là tối tôn tối thượng, chứ không phải là cái ngã thấp hèn đây. Nhưng mà ngã đây được hiểu tất ở một cái nghĩa khác, tất cả sự khổ đau đều do chính chúng ta tạo ra. Vì chúng ta đã tạo ra vô số những cái ác nghiệp, chính chúng ta đã tạo ra vô số ác nghiệp thì cũng chỉ bằng cái nỗ lực của chính mình mới có thể đoạn trừ nghiệp chướng, chứ không mong chờ một ai khác. Đức Phật là bậc đại đạo sư mở ra một con đường giải thoát để giúp chúng ta chấm dứt khổ đau. Nhưng mà mỗi chúng ta phải thực hành những cái điều mà Ngài dạy để giải thoát, chứ đừng mong cầu một ai khác. Mình phải ăn, mình phải uống, mình mới giải quyết được cái sự đói khổ. Mình nhờ một người khác ăn thế cho mình, uống thế cho mình, tất nhiên mình không thể nào có thể hết khát, hết đói được. Đừng mơ ước có một cái vị thần linh nào đó sẽ giúp chúng ta. Mà theo lời dạy của Đức Phật, theo giáo pháp của Đức Phật, mỗi một chúng ta phải nỗ lực tu tập để chấm dứt khổ đau. Mỗi một chúng ta đã tạo ra nghiệp, mà cái nghiệp này gọi là ác nghiệp, thành thử ra mình phải đối diện với vô số khổ đau. Nếu là thiện nghiệp thì mình hưởng vô số phước báo. Mình đã tạo ác nghiệp thì cũng chính mình tu tập để đoạn trừ ác nghiệp. Và đó là một cái điều rất rất là căn bản mà ngày hôm nay đó, thưa quý vị, vấn đề nhân quả nghiệp báo là vấn đề rất là thật. Thì trở lại câu hỏi của cô Hồng Nhân, Ngài sinh ở tại Ấn Độ, bây giờ là nước Nepal. Ngày xưa 2500 hơn là cũng thuộc về đất nước Ấn Độ. Và thưa quý vị, để nói lên cái lòng tri ân và báo ân sâu xa của chúng ta đối với sự thể hiện đáng sinh, cứu khổ độ sinh của Đức Phật, cho nên ngày mai Chủ nhật này, ngày 27 ngày mai, đúng vào lúc 11 giờ chùa Diệu Pháp sẽ long trọng cử hành đại lễ Phật đản. Nên chúng tôi trân trọng kính mời quý vị hoan hỷ dành thời giờ quý báu quan lâm đến chùa Diệu Pháp để tham dự đại lễ Phật đản ngày mai. Dạ, cảm ơn thầy. Và chương trình lễ Phật đản là như thế nào, sẽ có schedule gì? Cảm ơn cô Hồng Nhân. Trong chương trình của đại lễ Phật đản có thuyết pháp, có lễ trai tăng, có lễ quy tam bảo, có lễ khánh đản, có lễ mộc dục tức là tâm Phật, có những cái phần thưởng dành cho những học sinh xuất sắc, có phần phụ diễn với người có thọ trai. Cho nên chúng tôi một lần nữa trân trọng kính mời chư liệt vị dành thời giờ quý báu để quan lâm đến chùa Diệu Pháp cùng với đại chúng tham dự đại lễ Phật đản, vừa biểu tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu xa của chúng ta lên Đức Phật, vừa nhất tâm cầu nguyện cho thế giới hòa bình, quốc thái dân an, chúng sinh an lạc. Chúng tôi rất mong, rất mong được đón tiếp quý vị tại chùa Diệu Pháp vào ngày mai. Ngày mai tức là ngày 27 tháng 5 năm 2018. Mỗi năm chỉ có một lần thôi. Anh xin quý vị dành thời giờ và khuyến khích mọi người, nhắc nhở mọi người đến để chúng ta tham dự đại lễ Phật đản. Đây là cái dịp để mình vừa thể hiện cái tinh thần tri ân và báo ân, vừa tích lũy những cái công đức thù thắng giúp cho đời sống của mình được hạnh phúc hơn, được an lạc hơn, được tốt đẹp hơn. Chúng tôi rất rất mong được
tiếp đón quý vị vào ngày mai nha. Dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật hôm nay. Một câu hỏi hay thắc mắc vấn đề tâm linh, xin quý vị quan hệ liên lạc chùa Điều Ngự 714-890-9513, 714-890-9513 hoặc chùa Diệu Pháp 626-614-0566, 626-614-0566. Xin cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình trong đạo Phật tùy khác màu.